Em xin chào các bác, nay em khui được 3 loa hàng bãi của Nhật xịn. Đây là những dòng loa hát karaoke hiệu Pioneer đến từ Nhật nha các bác. Ở đây có một đôi Pioneer model là SHE7 này. Cái đồ này nhìn cực kỳ là đá này, đó anh em thấy không? Đây là hai bát 16 và một loa chép mà màng titanium nằm ở phía dưới nha. Con loa này đánh nhạc cũng nhìn hát karaoke cũng tôi nói là khá hay, đặc biệt là cái thùng loa của loa Pioneer rất là nặng và rất là dày, anh em thấy không? Cái gỗ rất là dày nha. Đây này, đó anh em thấy cái loa này của nó rất là đẹp nha. Em sẽ bóc ra đây này, nếu như mà mình để như thế này là nó sẽ đẹp. Đó, đẹp có đẹp, mình nghe nhạc trong phòng hay là mình hát karaoke gia đình, rồi mình để nghe nhạc hòa tấu, nhạc hải ngoại bolero rất là tuyệt vời trên dòng loa này. Đó, hai loa bass 16. Hai này bắt là bắt thật nha anh em, bass này là màng là gần zin toàn bộ 100% luôn. Và hai lỗ thông hơi nằm hai bên ở phía trước này. Đấy, những con loa này nghe nhạc rất là hay, đặc biệt là em nghe nhạc vàng đấy, nhạc hải ngoại, nhạc bolero chứ tình tuyệt vời luôn. Nghe trong phòng khoảng 15 20 mét vuông là đánh ok rồi. Đó, con loa này hai bắt thật là 16, còn loa chép nằm ở bên trên hai lỗ thông hơi. Còn phía bên đây là em đang có hai đôi loa Pioneer. Cái đồ này nó bị mất cái tem Pioneer rồi nha các bác. Mất tem Pioneer. Đó. Mất tem Pioneer cũng như là trùng một bên led hết. Nó cặp loa này trùng một bên này, có nghĩa là trùng một bên led hết và căng không có chữ Pioneer nha các bác. Còn cặp này là đều hết này. Cặp này là có chữ Pioneer đầy đủ cũng như là nó đều led ra đầy đủ. Đây em sẽ bóc ra. Đó anh em nhìn này. Nó đầy đủ hết nha. Đó, một cặp là đầy đủ và một cặp là bị trùng bên và bị thiếu chữ Pioneer. Như cái cặp này em bán cho các bác là 2.800.000 nha. 2.800.000 là thiếu chữ và bị trùng bên, còn loa là sống hết, loa là sống và zin hết. Còn cái cặp đầy đủ này là đầy đủ chữ cũng như là loa led ra đầy đủ nha, là em bán cho các bác là 3.300.000 một cặp. Hàng này hàng zin xịn và em sẽ bao sống bao zin cho các bác nha, nên nó không hư đâu. Rồi cái cặp phía bên đây là Pioneer F. Đây là e-căng này, e-căng nó có hiệu nó này. SHE7 này. Đó, e-căng của nó đây. Còn rất là đẹp luôn, rất là mới. Đó, cái cặp này em bán cho các bác là 4 triệu đồng nha. 4 triệu đồng trong một cặp loa này. Thùng của nó cũng tương đối là khá nặng. Để em sẽ so mặt sau cổ ba loa. Đây, lát ta đầy đủ này, một cặp này. Đây là mẫu đen Pioneer V11. 150W cho một loa, trở kháng là 6,3 ohm. Made in Japan nha các bác. Đó, có cái cặp mà 2.8 ở phía dưới này nó có 6 một tí. Này, ở phía dưới góc cạnh nó có sống một tí nha. Em bán là 2.800.000 một đôi. Tình trạng là hàng zin, hàng sống, hàng bao xịn đầy đủ cho các bác. Chỉ là bị trùng led ra, bị trùng một bên thôi, có nghĩa là trùng một bên L này. Và cái e căng là thiếu một cái chữ Pioneer. Đó. Em bán là 2.800.000 nha. Còn cặp Pioneer HE7 này, công suất là 100W, đầu vào trung bình là 25W nha các bác. Cặp này là 4 triệu đồng này, hàng này hàng của Nhật xịn luôn. Là Nhật xịn Japan nha, Made in Japan này. Đó, Made in Japan, hàng Nhật xịn nha các bác ơi. Đó, rất là đẹp cho cặp loa này và gỗ cũng nó cũng rất là nặng. Đó, cặp này 4 triệu này, cặp này 2.8 triệu và cặp cuối cùng là 3.300.000. Đó, em có báo giá cũng như là tình trạng loa đầy đủ rồi. Em sẽ bao sống và bao zin toàn bộ 100% cho các bác nha. Đó, các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt ạ.